Đứng đó bấm điện thoại từ sáng tới chiều bấm hoài đi. Không biết sắp củi tiếp. Nay tôi có câu đố này đố bà nè. Bữa nay bà gom củi là trời mưa luôn đó. Mưa đâu nắng chang chang nè. Mới phơi được đống củi nè không thấy hả? Gom tiếp coi. Nay tôi có câu đố bà nè. Đố nữa. Đố cho nó vui cho lâu giải trí chứ. Bây giờ tôi đố bà nha. Cái gì mà sạch mà lại đen, mà lem nhem lại trắng? À. Sạch mà lại đen. Ừ, lem nhem mà lại trắng. Giết mực. Sạch mà lại đen là giết ra mực nó đen. Lem nhem mà. Lem nhem mà lại trắng. Sạch mà lại đen. À, ở đây thấy bằng thấm trời nó làm kỹ lưỡng nha, phơi củi thôi dữ dằn. Sạch mà lại đen. Ờ, sạch mà đen. Lem nhem mà lại trắng. Trời, tôi nghĩ vậy. Hôm nay không có chăm cú bò hả một mình á. Chăm thôi. Mà chăm, hôm nay bà đi đám rồi, bỏ luôn nhà rồi. Sạch mà đen, lem nhem mà lại trắng. Thấm này chắc không trả lời được đâu. Thôi rồi, thấm mình nên là không chống chọi nổi qua cưng mê nè. Con chó là chú bò. Sạch mà đen, cái gì mà cái gì hả? Cái gì sạch mà lại đen, lem nhem mà lại trắng. Sạch mà lại đen. Lem nhem mà lại trắng. Kỹ, trời khác. Sao dạo này IQ tôi kém trời. Kém đâu, không phải có mình đó giờ chứ kém gì. Không, mà đó giờ tôi cũng trả lời được biết bao nhiêu câu chứ bộ, đùa hả tí. Câu đố không đố khiến cho càng ngày... Càng khó hay gì? Ừ, như cái mấy... Không phải càng ngày càng dễ hay sao? Tôi nghĩ ra mấy câu dễ dễ đâu, nghĩ ra mấy câu khó khó mới nghĩ ra được. Sạch mà là đen, lem nhem mà là trắng. Giống giống cây giết mực nãy mà nói đúng rồi. Sạch mà là đen. Gợi ý luôn nha mọi người, gợi ý cho ba nha. Sạch mà đen, giống giống cây giết mực của bà nãy đâu nữa. Thì giống thì đúng đi. Không giống cũng chứ đâu phải đúng. Không có cái gì tuyệt vời mà sạch mà đen, chỉ có bụng mới đen thôi. Trời ơi. Lem nhem mà lại trắng, lem nhem mà sao trắng được, đường nào mà trắng. Sạch mà đen, lem nhem mà lại trắng. À coi nào make up không, make up tôi nè, make up điểm điểm. Trời ơi, thấy vậy khó, có bà chăm bà cứ bộ mai trúng rồi, thấm này thua rồi, thấm này giờ này y quy kém quá rồi, là gì phơi củ rồi không. Thua, cái gì á? Thua, biết gì không? Không. Không biết thôi, cho không biết luôn chứ giờ giá gì đó. Đố không giả trời. Dạ chứ biết gì không, này là cái bảng nha. Cái bảng. Cái bảng là sao? Sạch là ra sạch là đen thu luôn á. Mà em viết chữ lên lem nha, mà thì nó có trắng 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 á. Ý càng nhiều nó càng trắng. Đúng không? Cái bảng màu xanh rồi sao? Thì cái bảng thì sạch thì là xanh. Không nghe nhồi. Thôi giờ tôi đố bà nè. Cái hạt gì mà gây mất đoàn kết nhất? Cái hạt chia rẽ. Chia rẽ là la, hạt chia rẽ. Cái mất đoàn kết thiệt. Thì hạt chia rẽ là mất đoàn kết đó, chia rẽ là chết lẻ tẻ đó. Không, hạt gây mất đoàn kết. Hạt gây mất đoàn kết. Hạt mất ca. Không. Hạt rẽ. Không, sai luôn rồi. Hạt khóc. Hạt khóc là mất đoàn kết. Hạt bí. Hạt bí là mất đoàn kết. Hạt hương dương. Không. Hạt thanh long. Thanh long là bí mất đoàn kết nữa. Chưa suy nghĩ thì tôi nói ra cái nào đúng thì đúng. Đó, chơi gì gợi ý quá trời. Cái gì suy nghĩ dần hoàng chơi gợi ý nói chuyện nhiều quá trời. Chắc là đúng hay sao? Hạt gì mất đoàn kết trời thì chi. Hạt gì gây mất đoàn kết nhất? Thì cũng chưa hạt khóc, hạt thanh long, hạt hương dương, hạt bí, hạt. Còn gì hạt gì đó? Hạt gì đó trời, hạt dưa. Hạt gì mất đoàn kết trời. Hạt gì đố mất đoàn kết nha, đố thiệt nha. Hạt mất gây mất đoàn kết nhất. Hạt chôm chôm, hạt hạt, hạt chia hay gì? Hạt chia. Không, hạt chia không phải. Hạt chia. Ừ, hạt chia. Hạt chia nó tên chia thôi chứ đâu gây mất đoàn kết. Nó chia mà, nó đâu có lấy dành hết đâu mà mất đoàn kết. Nó chia đều mà. Dành, hạt dành dành. Làm làm gì? Hạt mất đoàn kết là hạt chi chơi hạt à, chịu gây mất đoàn kết nhất. Ồ, bà thấm bên đây không? Đố mấy câu có hai câu mà đố không giải được. Bà chăm đây không cứ bò thua à.